Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trước khi tiếp tục à, những bản tin tức à, nóng hổi, thì xin được mời quý vị vào ngày thứ năm này từ lúc 6 giờ chiều sẽ vào Leader Sài Gòn TV à, phát à, trực tiếp cũng như là Facebook, YouTube của đài để mà xem cái chương trình tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống cho nhiệm kỳ sắp tới đây đó là đương kim tổng thống Joe biden và thứ hai là ứng cử viên cựu tổng thống Donald trump hai người này sẽ có cái buổi tranh luận đầu tiên vào ngày thứ năm 27 tây tháng 6 bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều thì sau cái phần mà quý vị xem hai ứng cử viên này tranh luận và có cái phần thông dịch thuyết minh của anh Hoàng Trọng Thủy thì sau đó sẽ đến một cái phần nữa đó là bình luận về cái phần mà tranh luận đó của một số những người đã được Leader Sài Gòn TV mời, thì xin mời quý vị một lần nữa ngày thứ năm vào lúc 6 giờ chiều sẽ xem chương trình đặc biệt này. Thưa quý vị, anh Nguyễn Trường muốn nói gì? À, cái chương trình mà tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, quý vị cũng biết là ông Joe Biden cũng như là cựu Tổng thống Donald Trump đó, hứa hẹn sẽ có nhiều cái chi tiết hay ở trên đó cho nên quý vị nhớ xem uh, vào ngày uh, thứ, năm. thứ năm này. Yeah, thứ năm, dạ. Yeah. Sau đó là cái phần mà tranh luận của luật sư Nguyễn Quốc Lân và bác sĩ Ngô Bá Định ừ. hai một bên người bên này, một bên dân chủ, một bên cộng hòa để xem coi là những cái ứng cử viên đó như thế nào, cái ý nghĩa của cái cuộc tranh luận đầu tiên đó nó ra làm sao. Cuộc tranh luận này là của đài CNN tổ chức và cái cuộc tranh luận thứ nhì uh, thì sẽ là của đài ABC tổ chức. Thưa quý vị, cảnh sát ở Florida họ đang mở một cái cuộc điều tra liên quan đến cái chết của một thiếu niên, của một cô gái 19 tuổi ở Fort Myers, sau khi mà cô đi ăn cùng với một nhóm bạn từ trong một cái nhà hàng seafood hải sản. Nhưng mà khi cô về nhà thì cô cùng với một người bạn nữa giống như bị có những cái triệu chứng rất là như, như là ngộ độc vậy đó rồi cô được đưa vào bệnh viện đưa vào bệnh viện trước khi mà cô trở về nhà rồi từ bệnh viện cô về nhà nhưng mà vài tiếng sau thì gia đình phát hiện là cô nằm sấp ở trên trong phòng của mình đưa vào bệnh viện trở lại thì bác sĩ báo là cô đã chết rồi bây giờ á thì người ta đang chờ xem cái khám nghiệm để coi coi là cô này bị chết với lý do gì cô bị có những cái yếu tố liên quan đến vấn đề sức khỏe bẩm sinh hay là do ngộ độc trong lúc mà ăn những cái món ăn ở nhà hàng ừ. ở Fort Myers đó à, tuy nhiên về phía cảnh sát thì đến lúc này nó là phía nhà hàng họ hoàn toàn họ hợp tác ở trong cái vấn đề là uh, xem cái đồ ăn thức uống ở đây ra làm sao nhà hàng tên là Pelican Larry Roper and real ở Fort Myers những người khác thì không bị gì hết nhưng mà riêng uh, cô gái này là Ava Huland hay Ava Hewlett cùng với lại một người bạn nữa thì lại bị có những cái trường hợp là gọi là phải cấp cứu y tế. Nhưng mà cái quan trọng hơn á, khi mà luật sư mà đại diện cho gia đình đứng ra để tìm hiểu vấn đề này thì ông cũng nói rằng đây là một cái trường hợp rất là đau lòng. Bởi vì cách đây 5 năm vào năm 2019 thì tôi cũng là đại diện cho gia đình này liên quan đến cái chết của người anh trai của cô Ava Hewlett này ừ. năm năm trước thì người con trai ở trong gia đình này chết mà chết vì sao vì trong lúc đứng giỡn với một đứa bạn thì đứa bạn đó cầm cây súng cầm cây súng chơi làm sao thì nó bị cướp cò bắn chết người anh trai của cái cô Ava này rồi bây giờ thì lại đến phiên là cô gái này cũng chết người luật sư nói không thể tưởng tượng được trong một gia đình chỉ có hai đứa con thôi không ai mong muốn rằng là những người cha mẹ lại sống lâu hơn những đứa con của mình cũng không có ai muốn rằng những người cha người mẹ lại là người đưa tiễn con cái của mình mà hết đứa này đến đứa khác mà trong khi gia đình chỉ có hai đứa con thì đó là cái điều làm cho người ta cảm thấy là xúc động liên quan đến tin này nói là cái kết quả mà khám nghiệm tử thi á là Sớm nhất là có trong ngày thứ hai tức là ngày hôm qua nhưng mà đến bây giờ thì tin tức chưa có cập nhật nhiều hơn để cho biết rằng là thực sự là cô gái này bị chết vì cái gì nhưng mà chỉ ở đây thì ngay từ cái tựa bài báo cũng cho biết rằng là một thiếu niên đã chết sau khi đi ăn từ một nhà hàng hải sản. Trong khi đó thì có một bản tin khác liên quan tới hệ thống mua bán xe hơi. À, quý vị tưởng tượng nha chúng ta sống trong cái thời buổi hiện đại bây giờ đó à, chúng ta cần biết cái gì chúng ta cần coi cái gì hay là cần nghiên cứu cái gì đó thì mình hay lên mạng Google cái mình Google ra từ 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 nó cho mình những cái đường link để mình có thể nhấn vào mình xem những cái gì mình đang mong muốn đang 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 đi tìm hiểu đi một ngày đẹp trời mạng Google không có quý vị lên Google gõ google.com không thấy nó đâu nữa hết đó thí dụ như vậy sau đó là mình sẽ, ôi bây giờ phải làm sao bây giờ tôi muốn tìm cái tin đó tôi muốn tìm cái hình đó, tôi muốn tìm cái, cái địa điểm đó này cái gì đó, mà lên google thì không có thì mình phải làm sao, dĩ nhiên mình phải nhờ bạn bè gọi phone rồi hỏi người này người kia rồi bắt đầu mình làm những công việc mà chưa trước đây mình đã có làm rồi nhưng sau bên sau này nó hiện đại quá đi mình chỉ cần lên google thôi là cái gì cũng có CDK Software System Software là một cái nhu liệu dành cho tất cả các dealer xe hơi hầu hết nha quý vị nha. Thế thì cái công ty CDK Software này đó bị tấn công mạng trong vài ngày vừa qua. Nó shut down, nó, nó, nó làm cho cái công cái cái mạng không có thể gọi là lên trực tuyến được. Thì hơn 15.000 dealer xe hơi ở tại Hoa Kỳ này, nhất là ở Bắc Mỹ đã bị ảnh hưởng vì không họ không thể lên được. Thì nếu mà như vậy đó thì cái nếu công ty này không có chỉnh sửa ngay lập tức thì sẽ ảnh hưởng tới cái việc mua bán xe. Ngọc Lan tưởng tượng bây giờ mình đi vô mua một chiếc xe từ một cái dealer rồi cái mình ngồi chờ thì nhân viên nói rằng chúng tôi không có thể lên mạng được, chúng tôi không biết được cái giá bây giờ nó làm sao, hôm nay nó có giảm được bao nhiêu hay không. Rồi cái cái, cái xe một cái vị muốn mua đó, nếu mà chúng tôi bình thường mà gõ vô đó thì cái software nó sẽ cho biết ngay là ở cái xe này đang được bớt bao nhiêu. Quý vị được tiền rebate lại bao nhiêu. Rồi nó có nhiều chương trình. Thí dụ như là tiền phân lời của cái loại xe đó hôm nay nó là bao nhiêu. Bây giờ không có làm gì được hết. Thì bây giờ họ phải lấy viết và lấy giấy ra để làm việc như hồi trước. đến lúc mà chưa có internet đi. Thì họ lấy viết ra, họ lấy giấy ra, họ ghi xuống tên tuổi. Bắt đầu làm công công việc điền vào chỗ trống như vậy đó. Những cái này, cái kia, cái nọ. Trước đây thì có cái nhu liệu rồi mình chỉ cần gõ tên lên thôi là cái tên của mình, địa chỉ của mình, số tiền mình muốn mua xe gì mình muốn mua nó sẽ hiện lên. Cái trang 1 là cái 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 phần nào, trang 2 là cái phần DMV, trang 3 là cái phần mua bán, trang tư là cái phần bên bên bên, bên financial ừ. gì đó. Bắt đầu nó nó làm đầy đủ mọi cái hết nó điền vào hết cho mình. Mình chỉ cần in ra thôi là mình ký tên thôi bây giờ viết bằng tay hết. Thế thì à, theo như những dealer cho biết đó thì cái sự thiệt hại này sẽ được tính vào không phải là một ngày, hai ngày khi cái nhu liệu này mở lại đâu mà có thể tới cả tháng. Tại vì bây giờ khi mà nhu liệu này mở lại rồi đó thì họ những cái mà họ đã bán trong thời gian hai ba ngày vừa qua biết bằng tay đó thì phải có người ngồi đánh vào <laughs> rồi mới cho biết rằng là ờ à, cái người đó mua thì cái người đó được cái quyền lợi gì mà trước đây mình đã không nói ra để mình quên tại vì mình cứ mình cứ tùy thuộc vào cái 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 nhu liệu nó báo cho mình thôi bây giờ mình phải nhớ ngồi nhớ ra à, khi mình sẽ báo cho người đó thì nó mất cả tháng trời để mà bắt đầu nó mới trở lại bình thường được à, theo như những cái công ty mà dealer bán xe hơi đó mà không dùng cái nhu liệu này mà dùng nhu liệu khác thì bắt đầu họ nói rằng là chúng tôi bị ảnh hưởng nhưng mà ít thôi chứ không không có nhiều như là những cái công ty và đáng nhất là ở miền bắc của nước mỹ đó cái công ty mà bị thiệt hại nặng nề nhất đó là mazda mazda đang nói rằng là có rất nhiều dealer họ bắt đầu trở lại cái công việc như trước đây tức là viết từ đó điền tên vào điền tuổi vào rồi sau đó để qua một bên rồi có những người đó người ta mua xe hôm nay người ta không có lấy xe về được mất phải 5-6 ngày nữa là tại vì cái hồ sơ đó phải chuyển lên trên cái bộ phận gọi là đăng ký xe rồi đăng ký xe xong rồi mới có được cái giấy phép để mà đưa xe đó ra ngoài cho người ta lái về rồi oh, còn nhiều thứ lắm cho nên có những người đi mua xe họ đang chùm chân đó là họ nói bây giờ mà đi mua xe mà tới đó rồi mà nói rằng là giờ phải chờ gửi cái này lên cho cái bộ phận kia bộ phận kia đóng dấu đóng dấu xong rồi cái làm đăng ký xe này kia đó rồi mình mới lái xe được thì sẽ mất nhiều thời gian cho nên đây cũng là một trong những cái gọi là tấn công mạng quy mô mà làm thiệt hại đến cái việc mua bán cho các dealer xe hơi à, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay